and IELTS, khóa học tiếng Anh định hướng IELTS đầu tiên tại Việt Nam, áp dụng phương pháp học toàn diện 4 kỹ năng theo tiêu chuẩn, học bài, thực hành, luyện tập, kiểm tra. Có 5 levels để bạn chinh phục: IELTS Introduction, IELTS Foundation, IELTS Preparation, IELTS Intensive, IELTS Master. Hình thức học self-learning kết hợp live session độc đáo và hiệu quả, gồm 4 bước học. Bước 1, kiểm tra đầu vào. Đánh giá năng lực 4 kỹ năng tiếng Anh theo chuẩn IELTS. Kiểm tra 3 kỹ năng listening, reading, writing trên hệ thống. Đặt lịch kiểm tra kỹ năng speaking 1:1 với giáo viên có bên điểm 8.0 IELTS trở lên. I can IELTS trả bằng kết quả chi tiết và chấm sửa cụ thể trong thời gian ngắn. Bước 2, nhận cố vấn học tập và làm quen lớp học. Bạn sẽ thống nhất thử khóa biểu hàng tuần với cố vấn, làm quen các công cụ trên nền tảng học, vào nhóm kín cùng thi đua, giúp nhau học tốt với các bạn cùng lớp. Bước 3, vào học thôi. Các bạn sẽ học xen kẽ 4 kỹ năng listening, reading, writing, speaking qua video tương tác được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và bên điểm IELTS 8.0 trở lên. Bên cạnh đó, mỗi tuần có một buổi học live giao tiếp với giáo viên qua phương pháp Communicative Language Teaching và Task-Based Approach. Đặc biệt, bạn còn được tham gia các bài kiểm tra định kỳ với nhận xét chi tiết, tư vấn chiến thuật thi cử từ cố vấn học tập. Bước 4, bài kiểm tra đầu ra. Trước khi kết thúc khóa học, bạn sẽ tham gia bài kiểm tra đầu ra của ICANN theo format đề thi IELTS. Đây là cơ sở để ICANN thực hiện cam kết đầu ra với học viên. 9 yếu tố nổi bật của lớp học ICANN IELTS. Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh miễn phí Placement Assessment, lớp học video tương tác, lớp học trực tuyến, kho luyện tập đa phương tiện, group cập nhật kiến thức và giải đề thi IELTS mới nhất, luyện thi nói với phòng thi ảo, workshop chia sẻ kinh nghiệm, thi thử với chuyên gia IELTS tích hợp chấm sửa bài miễn phí với nhiều lời khuyên bổ ích, cố vấn IELTS bên điểm 7.5 trở lên suốt quá trình học tập. Chương trình tiếng Anh thú vị dành cho bất kỳ ai định hướng thi IELTS, cung cấp mô hình học toàn diện, học tập, thực hành, luyện tập, kiểm tra,